Chào mừng quý vị và các bạn đã tới với chương trình Hương Thiền của kênh truyền hình An Viên. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài thơ cuối cùng của Thiền sư Vạn Hạnh mà người đời sau đặt tên cho là Thị Đệ Tử. Thưa quý vị, thưa các bạn, tham gia chương trình của chúng ta hôm nay có Đại Đức Thích Tâm Thuần, chủ trì Thiền viện Sùng Phúc, Long Biên, Hà Nội. Xin cảm ơn Đại Đức đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, Thiền sư Vạn Hạnh có lẽ là một trong những vị thiền sư lừng lẫy nhất trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Ông sống ở thế kỷ thứ 11 và 20 năm đầu thế kỷ thứ 12. Ông là người đã từng có rất nhiều công sức trong việc phò tá vua Lê Đại Hành và sau này chính là một trong những nhân vật quyết định cho sự nghiệp trở thành vua của Lý Công Uẩn, tức vua Lý Thái Tổ sau này. Thiền sư Vạn Hạnh sinh ra trong một gia đình đã ba đời thờ Phật và ngay từ nhỏ đã nổi tiếng là thông minh dính ngộ. Ông đã nghiên cứu tất cả đạo Khổng, đạo Phật và cả đạo Lão. Và lớn lên ý, thì ông có rất nhiều việc để giúp cho dân và đặc biệt là trong cái sự nghiệp của Lý Công Uẩn, tức vua Lý Thái Tổ sau này, ông đã tạo rất nhiều cơ hội, tạo rất nhiều điều kiện thuận lợi để Lý Công Uẩn có thể lên ngôi một cách thành công. Và bài thơ mà chúng ta vừa nghe đó là bài thơ mà Thiền sư Vạn Hạnh đọc cho các đệ tử trước khi thị tịch vào ngày 15 tháng 5 năm Mậu Ngọ, tức là năm 1018. Thực sự cho đến nay, theo đánh giá của tôi với tư cách một nhà thơ, thì đây là một trong những áng thơ tuyệt vời nhất của thời đại Lý Trần. Và những câu thơ này chắc chắn sẽ gợi chúng ta nhìn nhận không chỉ về bối cảnh lịch sử, kể về tâm thế của những con người ở thời Lý Trần, mà bài thơ này còn giúp chúng ta có thể nhìn nhận được tốt hơn cả chính cuộc sống của chúng ta hôm nay. Thưa Đại Đức Thích Tâm Thuần, Đại Đức có thể nói gì về bài thơ này ạ? Đây là một bài thơ mà nói chung trong Đạo Phật, nói lấy đây là một cái bài thơ gọi là gối đầu nằm, tức là luôn luôn tâm huyết để trong cái sự tu tập. Bởi vì Thiền sư Vạn Hạnh là người giác ngộ, hướng cho vua Lý Thái Tổ bằng cái tinh thần giác ngộ mà dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước. Với cái bài thơ giác ngộ của Thiền sư Vạn Hạnh, Ngài nói diễn đạt về cái sự vô thường, huyễn mộng của kiếp người, để rồi được tự tại giải thoát trong mọi hoàn cảnh thuận nghịch thịnh suy được mất, được cái sức an ổn tự tại đó mới phát huy được cái trí tuệ sâu xa để có thể làm chủ được mình, để có thể bình an được trong cái thuận nghịch được mất đó. Tức là bài thơ này theo người ta kể rằng là khi Thiền sư Vạn Hạnh cảm thấy cái kết cục đang đến gần, mặc dù người không có bệnh tật gì cả, nhưng người đã cảm thấy rằng là kết cục đang đến gần thì người mới gọi các đệ tử đến để đọc bài kệ, bài thơ này. Và tôi nghĩ rằng là như người ta vẫn nói là con chim khôn trước lúc lâm chung bao giờ cũng là lời nói tinh anh nhất, và chắc chắn toàn bộ trí tuệ, toàn bộ tinh hoa tu luyện của Thiền sư Vạn Hạnh đã tập trung trong cái bài thơ này, có đúng vậy không ạ?
Đây là cái lời nhắn nhủ cuối cùng của Thiền sư Vạn Hạnh đối với tất cả mọi người, nói chung và đối với Đạo Phật. Ngài đã nhắn nhủ tất cả mọi người thấy rõ lại bản chất thực của thân mình, giống như bóng chớp, có đó rồi không đó. Thân như điện bóng... ảnh hữu hoàn vô, đúng dạ, không? Đúng vâng, dạ. Thân như bóng chớp có rồi không. Vâng. Rồi cái cây cỏ xuân thì mùa xanh tươi, vâng. Còn mùa thu thì nó đượm cái màu vàng úa. Vâng. Đó là cái việc mà thuận nghịch thịnh suy của cuộc đời, của trên cái sự vật. Của lẽ tự nhiên, của lẽ tự nhiên. Thiên nhiên như vậy, dạ. Đúng không ạ? Dạ. Dạ. Nhưng yeah. mà trong cái sự thiên nhiên như vậy, trong cái sự có rồi không ấy, trong cái sự xuân đến thì cây tốt tươi, còn thu về thì héo khô ấy, thì con người, đặc biệt là những người chân tu, đặc biệt những người đắc đạo thì lại hiểu ra một cái ý nghĩa cực kỳ lớn lao của kiếp người. Tức là chúng ta mặc dù như thế, hữu hoàn vô thế, nhưng chúng ta sống, sinh ra và sống không bao giờ là sự uổng phí cả. Dạ yeah, đúng. Rồi với cái nhìn của Đạo Phật thấy rõ cuộc đời là có rồi không, được rồi mất, là vô thường như thế. Nhưng thông thường mọi người nghĩ rằng Đạo Phật như thế là bi quan, là chán đời, là yếm thế. Nhưng thật sự với người có cái nhìn sâu xuyên suốt đó, với cái nhìn thấy được rõ cuộc đời là vô thường, là huyễn mộng, là như chớp nhoáng đó, thì biết sẽ tích cực hơn nữa trong cái việc phải làm gì để làm đem lại sự an lạc, hạnh phúc cho mọi người, bớt khổ cho mọi người đó, mà không còn quản ngại mình như thế nào. Tức là chúng ta thấy cái sự hữu hoàn vô ấy, để chúng ta hiểu rằng là không sợ bất cứ cái thế lực bên ngoài nào, không sợ cái lẽ thuận suy ở bên ngoài, mà chúng ta vẫn tự tại, vẫn tĩnh tâm để làm cái sứ mệnh của mình, vẫn đi theo con đường của mình đã chọn, vẫn đi theo cái tôn giáo của mình đã chọn để tu, và vẫn làm cái việc mình đã chọn là việc giúp đỡ cho mọi người, càng ngày càng được sống trở nên tử tế hơn, trở nên hạnh phúc hơn trong cõi thế mong manh này. Và đó là ý nghĩa của bài thơ này, đúng không ạ? Đó là một phần của cái ý tưởng của bài thơ này. Nhưng mà đối với Thiền sư Vạn Hạnh, Ngài muốn toát yếu lại cái tinh thần của Đạo Phật. Bởi vì Đạo Phật là đạo nó giải thoát. Đức Phật có nói biển chỉ có một vị là mặn, còn đạo của ta chỉ có một vị duy nhất là giải thoát. Thì cái đạo lý của Phật dạy để cho mong cho con người, giúp cho con người thoát khỏi tất cả những cái khổ trên những cái được mất thành bại thịnh suy đó. Như vậy thì muốn thoát khỏi cái khổ này thì người đệ tử Phật có một cái trí tuệ, một cái thấy nhìn chân lý một cách đúng đắn, rốt ráo. Nghĩa là chân lý là cái lẽ thực bất di bất dịch của không gian và thời gian. Thì cái sự vô thường là một cái chân lý. Tại vì cái gì cũng không có thường còn, và thấy được cái chân lý nó là không thường còn. Nó như là một giấc mộng, như là một lần điểm chốt, như trong Kinh Kim Cang nói, nghĩa là nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Nghĩa là tất cả các pháp hữu vi, cái gì có hình có tướng, như mộng, như huyễn, như bọt, như bóng, lại giống như lần điểm chốt, phải thường nên quán như thế. Thì người tu Phật quán chiếu để thấy rõ được cái chân lý đó, cái lẽ thực đó, để tự tại được với cái thuận nghịch được mất đến với mình. Thân như bóng chớp có rồi không, cây cối xuân tươi thu não cuộc thịnh suy, đừng sợ hãi nhỉ. Kia kìa ngọn cỏ giọt sương đông, lâu nay thì mình chỉ được vui, được an ổn với cái thuận, với cái được, với cái gì đó lợi lạc cho mình. Nhưng mà ngược lại những cái nghịch, những cái chướng thì mình sẽ khổ. Thì Đạo Phật chỉ cho mình có một cái thấy nhìn xuyên suốt để không bị khổ đối với những cái bất như ý nó đến. Và đó chính là tinh thần giải thoát
và qua cái nhìn về vô thường của đạo Phật. Và ở đây thiền sư Vạn Hạnh đã nhắn nhủ lời dạy cuối cùng của ngài, đó là toát yếu cái nền tảng căn bản của đạo lý Phật dạy. Người đệ tử Phật muốn giải thoát thì phải giác ngộ được vô thường, giác ngộ được mọi thứ đều là huyễn mộng, như ở đây nói thân mình này như cái bóng chớp, có đó rồi không đó. Và cây cỏ khi mùa xuân đến thì tươi tốt, mùa thu đến thì vàng úa, như thế nó là có thuận nghịch thịnh suy đó. Nhưng mà người giác ngộ rồi thì mặc cái cuộc thịnh suy mà tâm không có sợ hãi, và tâm vẫn bình an, tâm vẫn giải thoát, có thể mỉm cười được với cái thuận nghịch được mất đó, với cái nhìn của người giác ngộ. Và thuận nghịch, thịnh suy thuận nghịch đó giống như ngọn hạt sương ở trên đầu ngọn cỏ, buổi sớm mai nắng lên thì nó tan biến. Đó là chính là cái tinh thần vô thường. Nhị Tổ Pháp Loa sau trước khi ngài thị tịch, ngài cũng nhắn nhủ, ngài nói với đệ tử, với người đệ tử mà tất cả chúng ta bây giờ vẫn được đọc, được nghe và được chiêm nghiệm, ngài nói là vạn duyên tài đoạn nhất thân nhàn, hơn 40 năm giấc mộng tràn, nhắn bảo mọi người thôi chớ hỏi, bên kia trăng gió rộng thênh thang. Ngài nói hơn 40 năm ngài nó giống như là một giấc mộng, muôn duyên buông hết một thân nhàn, tức là không có dính chấp vào cái thịnh suy được mất. Thì ngay đó là ngài xem lại 40 năm ngày vừa qua như một giấc mộng, và nhắn nhủ với mọi người đừng có lo sợ. Các bậc chân tu đều hiểu điều đó, và chính điều đó hơn ai hết thiền sư Vạn Hạnh đã hiểu. Cho nên không ngẫu nhiên sau khi ông đọc cái bài kệ mà chúng ta vừa nghe ấy, thì các đệ tử chỉ khóc thương cho thầy, xót cho thầy, biết thầy sắp nhập tịch, nhập cõi niết bàn rồi thì thương cho thầy. Thì thiền sư Vạn Hạnh, tôi nhớ rằng người ta biết rằng là ông đã nói với các đệ tử rằng là các con muốn ta đi về đâu, ta không lấy cái chỗ trụ để trụ, mà cũng không lấy chỗ không trụ để trụ. Bao giờ con người ta đi đúng con đường chân thiện mỹ thì chúng ta sẽ, chính cái đấy là sự giải thoát chúng ta, không chỉ ở cõi này, không ở kiếp này, mà giải thoát chúng ta ở muôn cõi khác, kiếp khác. Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nên không chỗ trụ mà sanh tâm bồ đề. Như vậy thì nên không có chấp vào một cái gì, thì ngay đó tức là tâm giải thoát. Ngài muốn nhắn nhủ với chúng ta là ngay nơi đừng có chấp vào thân này, đừng có chấp vào những cái của cải, địa vị, vật chất, tình cảm, những cái chung quanh cuộc sống này, không chấp một thứ gì thì ngay đó chính là tâm giải thoát. Và tâm giải thoát tức là tâm vô sở trụ. Sau khi mà thiền sư Vạn Hạnh viên tịch ý, thì vua Lý Nhân Tông đã làm một bài kệ để truy tán thiền sư, và trong đó có câu rất hay là từ làng quê cổ Pháp chống gậy chấn kinh kỳ, tức là từ quê cổ Pháp là quê của thiền sư Vạn Hạnh thì đã trở thành, thiền sư Vạn Hạnh đã trở thành người bao trùm lên cả kinh kỳ, trở thành người đã vạch đường cho cả một thời đại mới phát triển. Và không chỉ cho thời Lý đâu, mà chính những nhà vua thời Trần cũng ngộ được rất nhiều điều từ những cái sự anh minh của thiền sư Vạn Hạnh. Và hôm nay chúng ta cũng chắc chắn chúng ta nghe bài thơ vừa rồi, bài kệ vừa rồi và những lời đại đức vừa diễn giải thì chúng ta cũng ngộ thêm được nhiều điều, để hiểu rằng chúng ta hãy giữ vững cái tâm của mình và để sống, để tiếp tục giúp cho đời, mà giúp cho đời chính là giúp cho mình, chính là trụ vào cái chỗ không trụ đấy. Thân như bóng chớp có rồi không, cây cối xuân tươi thu não nùng, mặc cuộc thịnh suy đừng sợ hãi nghi, kia kìa ngọn cỏ giọt sương đông, thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta vừa đến với bài thơ nhắn nhủ cho các đệ tử của thiền sư Vạn Hạnh, một vị đại thiền sư thời Lý, với sự giúp đỡ của đại đức Thích Tâm Thuần, chủ trì của thiền viện Sùng Phúc,
Long Biên, Hà Nội. Xin cảm ơn Đại Đức đã tham gia chương trình của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi chương trình Hương Thiền của kênh truyền hình An Biên. Hẹn gặp lại trong những lần phát sóng sau.